Hiện nay, nông dân trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang vào vụ thu hoạch dưa hấu. Trước khó khăn đầu ra sản phẩm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lực lượng vũ trang thành phố đã có mặt tại xã Hòa Bắc để hỗ trợ thu mua sản phẩm cho bà con nơi đây. Tại xã Hòa Bắc, dưa hấu trồng tập trung ở hai cánh đồng thôn Nam Mỹ và Phò Nam. Sản lượng mỗi vụ khoảng 150 đến 170 tấn. Hợp khí hậu thổ nhưỡng nên dưa Hòa Bắc mát, ngọt, nhiều nước. Các năm trước, ngoài bán trên địa bàn thì thương lái đến thu mua rất đông. Song năm nay, do khó vận chuyển đi xa, giao thông đi lại hạn chế, nên sắp thu hoạch được 2, mà dưa hấu của xã đến thời điểm này mới tiêu thụ được 1/3 sản lượng. Bóng liếng bị lùm dưa thì cũng nhiều bóng lắm. Rồi đây thì cái chi mình cũng va cũng bự hết, như kiểu mà ma có giúp đỡ bón được chứ không được thì mình về phải va tiền thôi. Việc thu hoạch của bà con nông dân trên địa bàn rất là khó khăn. Trước tình hình đó thì ban chỉ huy đã cùng lực lượng dân quân tham gia giúp bà con việc thu hoạch mía và dưa trên địa bàn, giúp đảm bảo trong việc phòng chống dịch, vừa giúp bà con trong nhân công và nhân lực để bớt chi phí cho bà con. Vụ hè thu năm nay, thời tiết thuận lợi, dưa được mùa, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến việc tiêu thụ rất chậm. Nhiều hộ dân đang ngồi trên đống lửa bởi đến ngày thu hoạch phải bán, nếu không dưa chín quá sẽ sốt hư. Trước khó khăn của bà con trong khâu tiêu thụ sản phẩm, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đợt này đã hỗ trợ thu mua gần 2,5 tấn dưa để cấp phát cho các lực lượng đơn vị trực thuộc. Số dưa này chúng tôi sẽ được phân phát đến các cơ quan của lực lượng vũ trang thành phố và các chốt cũng như khu vực phong tỏa của thành phố. Đối với nông sản Hòa Bắc thì năm nay phải nói là một năm cực kỳ khó khăn. Cái mía tiêu thụ không được thì người dân chuyển sang trồng một cái sản lượng, một cái diện tích là dưa hấu, khoảng 20 hecta dưa hấu. Tuy nhiên thì cũng do cái tình hình dịch bệnh nên là không có xuất được dưa hấu đi các nơi. Nên hiện nay cái lượng dưa hấu nó còn tồn đọng, cái đợt 2 thì nó khoảng gần 60 tấn. Trong cái tình hình đó thì các lực lượng cũng có tập trung hỗ trợ đầu ra cho nhân dân bà con. Không riêng xã Hòa Bắc, nhiều vùng nông sản khác của huyện Hòa Vang cũng đang gặp khó khăn về khâu tiêu thụ. Việc các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, quân đội hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm là việc làm hết sức cần thiết, tạo điều kiện cho bà con yên tâm sản xuất, góp phần gìn giữ trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn này.